Ê, ăn chuối không? Ăn, đấy. Ê vô, đâu có gì miễn phí đâu mày. Chứ làm sao, trèo lên cái cây này đi, rồi tao cho một trái. Chơi mày. Mẹ ơi, con có trái chuối bự không nè? Đâu có vậy, bác Tư cho hả? Không, thằng Việt nó có một nải luôn. Cái nó kêu con trèo lên cây đi, cái nó cho con một trái. Cái gì? Đồ ngu. Nó dụ mày leo lên cây để coi quần xì của mày đó. Mẹ làm như con gái mẹ ngu không biết được ý đồ của nó vậy đó. Trước khi con trèo lên cây thì con đã cởi ra rồi. Ủa mẹ, hai cái gì ở đây của mẹ sao nó to quá vậy? Lát ba về con hỏi ba đi. Trời, nó hỏi gì kỳ cục vậy trời. Chào cục cưng, ba về rồi nè. Ba ơi, sao chỗ này của mẹ bị to quá là sao vậy ba? Đó là bong bóng đó con. Để khi nào mẹ mất, người ta sẽ thổi nó và mẹ sẽ bay lên thiên đàng. Ba về rồi nè. Sao con khóc vậy? Con nghĩ mẹ sắp mất rồi. Tại sao? Thì chú Việt hàng xóm đang thổi bong bóng của mẹ và mẹ hét lên. Nữa đi anh, em sắp lên thiên đường rồi. Mẹ ơi, con dễ gì được không mẹ? Trời ơi, con trai mẹ dễ đẹp lắm nè. Bố mẹ tự hào về con lắm á. Cái gì? Má nó xấu tàn canh giá lạnh luôn á trời. Hả? Đau. Anh chỉ muốn thành thật thôi mà. Anh có xin lỗi con không hả? Không sao đâu mẹ. Mẹ biết con dễ ai không? Dễ mẹ đúng không? Sai. Đây là cô Bích Thu. Ngày nào bố cũng nhắn tin rủ đi chơi á mẹ. What? Xin lỗi bố, con chỉ muốn thành thật thôi. Con gái, con phải kết hôn với người mà mẹ chọn. 2024 rồi mẹ. Làm gì có chuyện cha mẹ đặt đâu con người đó. Không nha. Đó là con trai của Donald Trump. Hả? Chịu chịu. Cho hỏi, đây có phải là số của Donald Trump không? Phải, ai đó? Tôi muốn gả con gái tôi cho thằng con trai út của ông. Đang phê hay gì vậy má? Sao mơ dữ vậy? Nghe hết đi đã. Nó là CEO của Google đó. Vậy nghe còn được. Alo, chủ tịch Google phải không? Ai vậy? Tôi muốn ông bổ nhiệm vị trí CEO cho con gái của tôi. Nhà chồng cây mơn hả bà? Sao mạnh miệng dữ vậy? Ê nè nè, nó là con dâu của Donald Trump đó. Duyệt, mai kêu em nó qua nạp CV cho tôi. Chờ gì nữa, mau đi chuẩn bị hộ chiếu đi con. Ơi, tự nhiên vừa có chồng mà vừa có việc làm nữa. Cảm ơn mẹ yêu. Giờ con mới biết sao mẹ lấy chồng giàu dữ vậy đó nha. Mẹ, học lớp 5 mà cũng mới lay lớp. Rồi sau này mày tính bóc xít ăn hả? Ba có học đâu mà biết. Ba biết là nó mệt lắm không? Biết vậy ngày xưa tao với mẹ mày đeo bao cho rồi. Ba, ba mà còn nói nữa là con sẽ ghi điều ước của con vô đây đó. Đừng có nói với tao là mày cần cái cuốn sách mày lượm được nha. Oh my god. Ba thử đi. Tao chỉ tưởng mày ngu thôi, không ngờ mày bị thiểu năng nữa. Đâu, mày ghi vô coi tao coi coi. Được. Tôi muốn ba tôi ngẫm. Thấy chưa thằng ngu. Đợi xíu, má mày gọi. Alo. Alo chồng hả? Vợ đang ở nhà em rể nói chuyện, tự nhiên lăn đùng ra ngừng thở luôn rồi. Thằng dị hợm. Ông là cái gì dưới đó? Phúc ném đồ vào đầu em á cô. Nó xạo á cô, nãy giờ em ngồi im ra à. Cô tin em. Còn em đó, lúc nào cũng làm lì lì, làm như ai ăn hết củ nhà em vậy đó. Nhưng Phúc ném đồ vào đầu em. Đã nghèo mà còn nói láo nữa. Ba Phúc là một người thành đạt, đóng góp biết bao nhiêu tiền cho cái trường này. Một cái gia đình đẳng cấp như vậy, không lẽ đi đổi thường một cái gia đình nghèo bán ngoài chợ như em hả? Em lườm cái gì? Cái mặt giang hồ tưởng ai sợ hả? Thấp kém. Cái gì đó? Tất cả chạy đi. Thôi rồi, mẹ đụng trúng xe cảnh sát rồi. Xui thiệt chứ. Mẹ liệu câm cái miệng lại để tao nói chuyện nghe chưa? Đi đâu mà dội mà vàng vậy chị? Con nói với mẹ đừng có đi nhanh quá. Nhưng mẹ đâu có nghe con đâu, tại vì con mới 10 tuổi à. Con trai im nào, để mẹ nói chuyện với chú. Nè, xe chị không có đèn xi nhan đó. Có chứ, nó mới bị hư đó Tư Anh. Có đâu, nó bị hư 6 tháng rồi mà mẹ. Mày im không hả? Nói một tiếng nữa tao quăng mày ra khỏi xe. Nè nhóc, có phải mẹ nhóc thường hay ăn nói kiểu đó với nhóc không? Dạ không có đâu chú, mẹ con chỉ dạy khi uống rượu thôi ạ. Bán tôi 2 cái 3 con sâu.
Ờ. Đây. Lấy tôi hai cái ba con sâu giống hôm qua. Ờ. Đây. Ê, sao chú? Cái thằng này nó ngộ ghê ấy mày. Hôm qua nó tới mua bao nó cười khẩy tao một cái. Hôm nay mua xong nó cười khinh bỉ vô mặt tao luôn mày. Ờ, chú nói con mới để ý đó nha. Ờ, hay giờ mày chạy theo nó xem sao. Còn nó làm gì? Dạ đi liền. Chú ơi, tình chấn động. Từ từ nói, rốt cuộc nó đi đâu? Tới nhà chú. Bút cậu đâu? Thằng Hoàng lấy rồi phải không? Nè, lấy bút của mình nè. Tại sao? Không sao, mình còn một cây nè. Ê, tối nay nhớ ghé nhà mình tụi mình học chung nha. Tao là cướp, khôn hồn có gì quý giá trong nhà thì mau đưa đây. Chú ơi, tha cho con đi, con không có biết gì hết á. Được không hả? Mẹ ơi. Khóc nè. Sao tự nhiên im rồi? Mày nhìn chằm chằm gì hả? Con nghĩ chú nên thắng lẹ đi. Sao? Mày tính làm gì tao? Con không, nhưng bạn con thì có. Con nào thức đất bán cái ly nước này cho tao hả? Nguyên một cái chùm lông trong đây luôn nè. Dạ xin lỗi để em hoàn tiền lại cho chị. Hả? Dạ em định bù gấp đôi tiền hàng luôn nha. Tặng chị thêm cái voucher 1 triệu đi siêu thị nè. Thật ra thì chị muốn chỉ lộn phải không? Phải, mới xin xong chết quá em ơi. Quá đơn đâu má? Không có quá đơn. Đưa cái quá đơn đây rồi nói chuyện với tôi. Ê con kia, trên ly có ghi tên tiệm rõ ràng rồi nha. Rủi bà ăn cắp cái ly này của người khác thì sao? Bộ mày nhìn tao nghèo lắm hay gì mày? Giờ bà bần thấy mẹ, không ăn cướp thì cũng ăn quỵt nè. Tao sẽ quay lại và úp lên mạng, kêu mọi người chia sẻ. Còn không đủ á, tao chạy hẳn quảng cáo luôn. Ý em sợ quá à. Thôi đừng có bóc phốt em nha chị, cứ bỏ đồ lại rồi đi nha. Phải vậy chứ, khách hàng là thượng đế. Tao chỉ con mèo mà nói con chó tụi bay cũng phải ừ. Dạ. Ê, nhỏ này được nè. Hôm nào chị chết nó ra chửi lộn với chị tiếp nha cưng. Anh ơi, sao nỡ bỏ mẹ con em ba nhớ vậy? Ba ơi, bác sĩ ơi, làm ơn mang chồng tôi về lại với tôi đi. Xin chia buồn cùng bà, ông nhà đã ra đi rồi, mong bà và em sớm vượt qua. Còn có một cách. Cách gì? Con có bạn trai rồi. Cái gì? Mày dám?